Xin chào mọi người, hôm nay mọi người cùng học tiếng Malay với mình nha. Bài đầu tiên và cũng là bài rất là quan trọng, đó chính là học phần phát âm và bảng chữ cái của tiếng Malay. Bắt buộc mình phải học thuộc các cách phát âm của bảng chữ cái này, để mà mình nghe người bản xứ nói thì mình sẽ hiểu được. Và khi mà mình nói cái từ đó trong tiếng Malay thì người ta sẽ hiểu được mình đang nói gì. Và bảng chữ cái của tiếng Malay nó sẽ giống như tiếng Anh vậy, nó cũng sẽ có 26 chữ cái. Mọi người cùng đọc với mình nha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, H, Y, J. Và phần cuối cùng đó chính là cái phần phát âm quan trọng trong tiếng Malay. Trên cái màn hình thì mình đã chia ra làm 6 phần. Và 6 phần này, trong mỗi 6 phần này thì sẽ bao gồm 5 cái nguyên âm chính và những cái phần phụ âm ghép với 5 nguyên âm này để mà mình ra cái cách đọc của tiếng Malay. Trong ô đầu tiên bao gồm 3 chữ cái B, C, D. Bây giờ mình sẽ đọc chữ B đầu tiên. Ba, B, Bu, Bơ, Bồ. Về phần chữ C thì mình sẽ đọc Cha, Chi, Chu, Chơ, Chô. Và về phần chữ D mình sẽ đọc Đa, Đi, Đu, Đơ, Đô. Và ô thứ hai F, Pha, Phi, Phu, Phơ, Phô. Ghi, Ga, Ghi, Gu, Gơ, Gô. Và chữ H, Ha, Hi, Hu, Hơ, Hô. Và ô thứ ba, Chi, Cha, Chi, Chu, Chơ, Chô. Và chữ Ki, Ka, Ki, Ku, Kơ, Kô. Và chữ L, La, Li, Lu, Lơ, Lô. Và ô thứ tư, M, Má, Mí, Mú, Mớ, Mô. Và chữ N, Ná, Ní, Nú, Nớ, Nô. Và chữ P, Bá, Pí, Pú, Pớ, Pô. Và ô thứ năm, chữ Q, Ka, Ki, Ku, Kơ, Kô. Và chữ R, Rá, Rí, Rú, Rớ, Rô. Và chữ S, Xá, Xí, Xú, Sớ, Sô. Và chữ T, Ta, Tí, Tú, Tớ, Thô. Và ô cuối cùng, ô thứ sáu, chữ đầu tiên, Vi, Va, Ví, Vú, Vớ, Vô. W, Quá, Quý, Vú, Quớ, Vô. Chữ Y, Giá, Dí, Dú, Dớ, Vô. Và chữ cuối cùng, Z, Giá, Dí, Dú, Dớ, Dô. Và đây là những cái từ cơ bản bắt buộc phải học trong cái bài học đầu tiên của tiếng Malay. Và họ sử dụng cái bảng này để dạy cho những cái bé mà mới vừa vào mẫu giáo hay mà mới bắt đầu học tiếng Malay, cho dành cho những người mà nước ngoài học tiếng Malay. Sau khi đã học phần phát âm rồi thì bảo đảm các bạn nhìn vào chữ của tiếng Malay thì các bạn sẽ biết cách đọc như thế nào. Đây là phần ví dụ minh họa. Chữ đầu tiên có hình con thỏ thì mình sẽ đọc là Anaf. Thứ hai, hoa hồng, mình đọc là bunga. Trái ớt sẽ đọc là chili. Chiếc lá sẽ đọc là daun. Trái táo sẽ đọc là apple. Bức tranh sẽ đọc là photo. Con voi sẽ đọc là gaja. Lỗ mũi sẽ đọc là hidung. Con cá sẽ đọc là ikan. Trái mặn, jambu. Con ếch, kata. Con bò, lembu. Trái mãng cục, manggis. Con vẹt, nuri. Trái cam, orange. Cây dù, bayun. Quyển kinh thánh, quran. Bánh mì, roti. Con sư tử, singa. Cái nón, topi. Con tôm, udang. Bình hoa, vas. Cái còi, whistle. Bản phim chụp, x-ray. Đồ chơi, yo-yo. Con hươu cao cổ,
Giraffa. Và cái phần quan trọng nữa, đó chính là cái phần đọc nguyên âm. Mình sẽ đọc bằng tiếng Anh nha. A, E, I, O, U, I, O, I. Chữ A sẽ đọc là A hoặc E. Và chữ E sẽ đọc là E hoặc E. Và chữ I sẽ đọc là E. Và chữ O vẫn đọc là O. Chữ U vẫn đọc là U. Và I cũng là I. Ao, ao. Oi, oi. Mình thấy khi mà mình đọc từ tiếng Anh sang cái phần tiếng Mã thì nó giống hệt nhau luôn, cho nên rất là dễ. Và phần phụ âm thì mình thấy có hai phụ âm mà mình lưu ý nhất, đó là âm C sẽ đọc là ch và âm D sẽ đọc là d.